Huấn luyện viên Trần Minh Chiến được biết đến là một trong những cầu thủ xuất sắc thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam thập niên 90. Kết thúc sự nghiệp thi đấu, huấn luyện viên Trần Minh Chiến chuyển sang công tác huấn luyện và từng dẫn dắt các đội Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Trần Minh Chiến cũng được đánh giá rất bắt tay trong việc huấn luyện cầu thủ trẻ với nhiều năm gắn bó với trung tâm bóng đá trẻ PVF và hiện nay đang đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Kon Tum. Trong những năm gần đây, huấn luyện viên Trần Minh Chiến thường xuyên tham gia ban huấn luyện các đội tuyển U17, U20 và U23 Việt Nam. Trong đó có thành tích nổi bật là trợ lý đắc lực của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong chiến tích đưa đội tuyển U19 Việt Nam giành suất tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017 và vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Gần đây nhất, huấn luyện viên Trần Minh Chiến được tín nhiệm trao quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Việt Nam trong đợt hội quân hồi tháng 4 năm 2024 vừa qua. Theo kế hoạch, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 22 tháng 5 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia từ 21 tháng 6 đến 4 tháng 7 và hướng đến vòng loại U17 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 10 năm 2025, cũng là năm đầu tiên FIFA thực hiện quyết định tăng số đội tham dự vòng chung kết U17 World Cup từ 24 lên 48 và tổ chức thường xuyên hàng năm thay vì 2 năm một lần như trước đây. Thông tin chi tiết về sự thay đổi về phân bổ suất tham dự của từng khu vực vẫn chưa được công bố, nhưng chắc chắn số lượng các đội châu Á có cơ hội tham dự các giải đấu này sẽ tăng lên đáng kể. Đây là một tín hiệu đáng mừng để các đội tuyển trẻ, trong đó có Việt Nam thêm cơ hội tiến gần hơn tới tấm vé tham dự vòng chung kết đấu trường U17 thế giới.